Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở địa phận thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện Thân Bình, tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục ngày hôm nay, Phi chia sẻ đến quý vị một hoàn cảnh của một người chồng trẻ. Anh này mắc phải cái căn bệnh ung thư hạch với cái khối u nó ác tính. Ung thư hạch ác tính, quý vị, thì cũng mới phát hiện bệnh hơn một tháng đây. Nhà anh thì cũng hết sức là khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, có ba đứa con, đặc biệt là có một đứa con trai đầu là bị bại não mười mấy năm qua. Hiện tại thì anh đang chữa trị và cũng cần cái kinh phí rất là nhiều để chạy chữa cho anh. Phi cũng biết được cái thông tin của quý vị khán giả chia sẻ và đến đây tìm hiểu cũng như là làm một chương trình để hỗ trợ cho anh có thêm cái điều kiện để anh tiếp tục chạy chữa. Phi đứng trước một cái hàng tre rất là đẹp luôn. Rồi, thì bây giờ Phi mời quý vị cùng Phi đi vào trong nhà để mình tìm hiểu về cái bệnh tình cũng như là hoàn cảnh của người chồng trẻ này như thế nào nha. Dạ, thì quý vị xem clip nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký theo dõi, ủng hộ kênh clip giúp Phi nha. Dạ, Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ. Kính thưa quý vị, thì đây là hoàn cảnh của anh Trương Văn Tâm. Mà Phi mới vừa chia sẻ là anh mắc phải căn bệnh là ung thư bo ác tính hả, Hodgkin hả anh? Dạ. Cái này là bác sĩ nói là cái hạch hả, ung thư hạch hả? Ung thư hạch. Dạ. Thì đây là cái giấy của bệnh viện Trung ương Huế để cho anh là từ ngày ra vào viện là ngày 30 tháng 10. Tính đến nay thì cũng gần một tháng ha. Dạ. Dạ. Hôm nay là anh xuất viện về nhà là bác sĩ cho anh về hay sao? Dạ, bác sĩ không cho về mà nhớ con quá rồi, tâm tinh thủ ngày bác thứ bảy chủ nhật này xin về mấy ngày rồi lẹ. Ở ngồi nó nhớ con quá. Dạ. Rồi thứ bảy chủ nhật là mình dạng như mình trốn về hả? Dạ. Trốn về thăm con. Trốn về thăm con. Dạ. Rồi quý vị mới thấy đây là cháu lớn nhất của anh chị đúng không? Dạ. Ừ. Con nhiêu tuổi rồi? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Mấy tuổi? Có biết không không chị? Dạ, biết. Nó không được. Nó không được hả? Dạ. Cháu nó không được hả? Nhưng mà ra hiệu cho mình để trả lời mấy tuổi. Dạ. Ra hiệu cho ba thử. Con mấy tuổi hả? Con 15 tuổi rồi. Nó 15 hả? Dạ. Nó 15 tuổi đi. Nó 15 tuổi có phải. Mà sao cái đầu của cháu nó có cái cục gì này? Té sưng. Té sưng hả? Dạ. Rồi. Anh chị là nghe nói có ba đứa luôn mà. Dạ. Đứa gửi dưới ngồi hả? Dạ. Là cháu này cháu lớn là 15. Dạ. Còn cháu giữa là bao nhiêu tuổi? 13. Mấy? 13. 13. Dạ. Còn cháu này là 3 tuổi. 3 tuổi hả? Dạ. Rồi. Bây giờ là anh chia sẻ sao qua có hoàn cảnh bệnh tình cũng như là hoàn cảnh gia đình mình như thế nào được không? Dạ, thì em thì mới ra đời thì em hết hạp thì em đi lính được Hà Nam ở trong đồng bã. Yeah. Trong bãi xăm em về thì được hai anh em lập gia đình. Đi lính là con hình lính đó hả? Dạ, con hình lính của em hồi đi 204. 204 là đi lính? Dạ. Anh đi 2 năm cái anh về? Dạ, về hai là bả là em có con, có gia đình có con. Dạ. Yeah. Lộ mẹ được 10 năm rồi dính vô con bị dạ dày mổ 2 lần. Bị dạ dày mổ 2 lần rồi? Dạ, dạ dày mổ 2 lần. Cái mới đỡ đỡ đi lộn thời gian được cái phụ gia đình nó dính lại cái bệnh ung thư này. Dạ. Mới vừa đỡ được xíu là đi làm ăn cái là giờ dính cái ung thư. Dạ, dính ung thư. Dạ. Bây giờ là sức khỏe của anh như thế nào rồi? Sức khỏe thì nãy em yếu lần. Yếu lần hả? Dạ. Mới bị mà hơn một tháng thôi đúng không? Vì có nắng bị lâu rồi mà em biết em thường em đi lồn mới hở em cái răng này rằng ta ngán mệt miết rồi. Đi lồn mới ngán xuống sức miết. Dạ. Mấy lần cộng lồn rồi không mệt mà lồn rồi ngán mệt. Dạ. Và về cũng nói giỡn mấy người cái răng ra răng chắc nhót là đang lồn mà đang nghe chưa lồn mà đang đổ mà hồi mệt quá lồn không nổi. Cái là cũng phát hiện ra cái hạch này thì em đi khám kìa. Bác sĩ hắn biết chứng bệnh mình rồi, nói rồi là mình mới hiểu là mình đã bị lao rồi. Mà mình không phát hiện rồi. Là do là nó không đa cả cái rón này lồn, mấy cái nghĩ đi lồn. Dạ. Có nghĩa là trong cái lúc mà anh đi làm là anh thấy mệt mỏi đúng không? Dạ, mệt. Chưa làm mà đã thấy mệt rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi cái một thời gian thì anh mệt quá là anh đi khám ra anh mới biết hả? Dạ. Dạ. Nó nổi là ngày em đi khám là biết qua giai đoạn là nó nổi một cái khối khối u tròn với cái lồng ngực là nách một cái khối u nó tròn nó tròn nó to chừng nào như của tướng Việt mà dài ấy của tướng Việt gì dài mà tròn nó nổi với cái nách nữa hả? Dạ, nổi với nách này. Rồi có mổ không? Dạ, mổ rồi nên hơi sẹp rồi. Với lại dùng thuốc vô là cũng hơi đỡ sẹp. Dạ. Chứ bây giờ đang to lắm, mổ rồi lấy nó đi xét nghiệm rồi anh nó là có vô thuốc này kia rồi không? Em vô được hai lần rồi.
mua thuốc hai lần. Rồi bác sĩ có những cái pháp đồ điều trị gì cho anh không? Các pháp đồ từ pháp đồ ra các điều trị của anh là chương trình của anh là từ 1 hai boa cái đến 4 năm 6 là qua về lực thuốc là 1-3 năm là liệu trình anh là 9 lần vô thuốc. 9 lần vô thuốc rồi hả? Dạ. Mà mới được 2 lần thôi. Dạ mới 2 lần. Dạ. Rồi đây là chị Tô Thị Hà là vợ của anh Tâm ha. Dạ. Thì chị là năm nay 40 chưa? Dạ em năm nay 37. 37 hả? Dạ. Dạ. Chị 37 tuổi rồi trước giờ là mình ở nhà mình có làm được cái công việc gì không chị hay là dạ, giữ công thôi? Dạ không, trừ mỗi trừ cái sinh nó ro càng bị rồi đó cái giữ công cái đấy. Sinh hai đứa nữa nhờ giữ con chứ không đi lùm được chứ đơn mình chồng em đi lùm ở nhà giữ con thôi ha. Dạ. Dạ ở nhà giữ con nội trợ rồi chủ yếu là anh Tâm mới là ảnh lao động ảnh trụ cột chính đúng không? Dạ. Chị là ở nhà lo cho ba đứa cháu. Dạ. À, cháu lớn là từ lúc sinh ra là bị hay sao chị? Dạ sinh ra là hồi nữa cũng khó khăn quá rồi đi sinh ở quê á. Dạ. Càng lao quê. Quá càng bị ngọt. À. Cái vô tâm kỳ nó như nghĩ là cứu mẹ chứ không nghĩ cứu hắn. Có nghĩa là mà chị sinh lâu quá là sinh ở quê chị ở trộm á, trộm ở quê càng lao quá ngày cháu... nó 6 giờ sáng làm rồi chuyện bụng mình biết đến 12 giờ khuya mới chị vô tâm kỳ. Là cháu bị ngọt á. À? Dạ vô gần ngọt rồi bác sĩ cứ nghĩ cứu mẹ chứ không cứ ngọt rồi hút nữa. Cái đêm rồi chết mất rồi cái bác sĩ cũng biết cứu rằng khác được tiếng thì chuyển lên khoa nhi nó nằm 20 ngày. À, như vậy là dạ. Dạ, như là bị giống như là chết não đúng không? Dạ. Cái rồi hồi đó đến giờ là cháu nó cứ như vậy đó. Rứa nó biết là bằng hồi nhỏ mới bo thoáng lặn lặt rồi tự một thằng này đang cứng lặt mà cuốn lặt của nào biết rồi đáng chờ y nít mới sinh. Bây giờ là cháu cũng không có đi đứng được không hả cháu? Dạ, từ ngồi là ngồi không được, có xe nó là gì ở nhìn được chứ ngồi là ngồi không được. Không ngồi. Dạ. Không ngồi được mà phải có cái xe nó mới dựa vô được đúng không? Dạ, có xe nữa, cái ghế ngồi nữa mới ngồi được, chứ để ngồi lắng nằm. Vậy thì cũng đã 15 năm rồi. Dạ. 15 năm rồi mà hồi đó giờ là mình nuôi thôi chứ mình cũng không có gửi trung tâm đấy. Dạ không. Dạ. Mới là trời lớn rồi gửi là biết là khác, cái hồi mấy hồi cứ phỉnh cái gửi ngay là lặng khác. Dạ. Dạ. Hồi trước giờ là cũng không đi đứng gì được luôn hả? Dạ không, hồi nhỏ quá trời luôn rồi, hồi sinh đó trời ngồi cũng không được, cứ nghĩ rằng cứng, nó cứ nghĩ là mới có bò thoáng lật là tử mùi chắc còn yếu chưa bò, lật của nào miết được không bò để ngồi cũng không được, không ngồi luôn, đến giờ cái chắc nó chậm. Anh Tâm là trước giờ là anh đi lính về rồi có xong rồi cưới vợ rồi anh làm cái công việc gì là chính anh? Em thì cũng lùm nóng cái lùm cây keo phụ hồ cái em cây mô mình rảnh là mô mình lùm ở đó đó lùm ruộng rồi đó chủ yếu là không có việc ổn định trồng keo hả mình đi khéo thoát keo lột vỏ keo anh kìa quê đây lột vỏ keo cái giấy lột vỏ cái keo đó dạ với lại phụ hồ rồi đó dạ nói chung là đụng cái gì làm nấy dạ chứ không có việc ổn định không việc tập nhôm nữa cũng không có cái nghề gì dạ, không có nghề gì trong người hồi đó anh đi bộ đội về là đáng lẽ ra là phải học nghề chứ. Chứ nó có chương trình đó mà nó khó khăn rồi đi kia mình lo đi lồn mấy đồ đó kìa cái lập gia đình luôn rồi thôi em tệ mất cái lập gia đình rồi sinh con rồi gặp lại nữa kìa lan lẩu đi lồn chứ chỉ quân tạo là kiếm đồng tiền ngày một cho mình rồi không nghĩ về xa được kiếm một ngày cho đủ 100 máy còn để nuôi trong ngày đó thôi chứ đâu có nghĩ mà đi học việc học đồ thì tiền đâu rồi cho thằng nuôi đứa này hồi đó là cũng khó khăn quá rồi về là mình đi làm kiếm tiền liền để tăng thêm cuộc sống chứ về sinh nắng rồi nó bị gãy cái năng về được lấy mồm không ai trong bồng hết trơn á tại sao em đi chữa gãy nó mới biết nó bị nổ chứ không đâu biết rồi nó gì rồi bây giờ là anh thấy cái sức khỏe của anh như thế nào khỏe mà nay về xưa nay thì thấy vô thuốc rồi người này tức ngực khó thở lo lao kiểm trả cái chàng ép cái thở không được bình thường nó ngồi cấp thì bình thường ngồi thì cũng bình thường đó mà tự nhiên là nghe cái yển nghe nhau của cái là cái thở không được nó tức ngực hả dạ ép kiểu ép tim mà thở khó thở ép vô tim đó dạ thế nhưng hồi đó ngồi thì em nhó thì lại em dùng mình cái là kiểu hụt hơi kiểu nói không được một tiếng như vậy là ra rồi bác sĩ khám rồi họ có nói là đã di căn qua cái chỗ nào chưa thì trời đó em thì cũng đoan chạy vô hình nó là nổ một lát không trời đoan chạy vô lồng ngực nữa lồng ngực bên đây rồi chạy vô lồng ngực rồi dạ chạy chỗ trên xương đồng dưới xương đồng là cao hết rồi giờ là thì liệu trình bác sĩ thì em là ma chi mà gặp được thuốc là gom lại được gom là được là tiếp tục xòa cho biến luôn dạ xòa cho biến luôn mà kêu ở Huế thì điều kiện không bằng Hà Nội nếu mà dù có điều kiện ở đi Hà Nội mà em kêu thôi
cái ai chạy quế tiền bật thì không có, đi Hà Nội được. Về Hà Nội lẫn chấn hơn, thuốc cái bán thì của hắn là hắn có độ chính xác, còn quế là hắn tiền là tiền rộng chứ không có là một chính xác. Em chạy em tiền làm tiền hết nửa lồng ngực bên trái luôn, chứ không phải là một chút chỗ đó. Yeah. Nhưng mà Hà Nội là hắn vẫn tư vấn Hà Nội là có độ chính xác, hắn là hắn vô một cái nhỏ thôi, không có lân rộng ra mà tiền cho mình. Có nghĩa là ở Hà Nội là điều kiện điện có kinh nén cô hơn, công nghệ cô hơn. Nhưng mà cái điều kiện mình lại không có. Dạ không có, kinh phí nhiều quá. Như mỗi lần mình ra mình truyền một đợt thuốc đó là tốn kém nhiều không? Một đợt thì cũng tùy theo cái loại thuốc vô của hắn nữa, mình mua thêm. Cái loại nam chập có, boy chập có, trong đó mở liều thuốc của mình vừa, mình còn trăm máy cũng có, mà mình ít hơn, mình xin loại máy chục triệu thôi. Mình truyền cái loại máy chục triệu hả? Dạ, chứ còn trăm máy nó mình không đủ điều kiện. Máy chục triệu đó là cái thuốc đó là mình đã có bảo hiểm rồi chưa? Dạ, cái có một loại thì có bảo hiểm hỗ trợ em được 50, còn có loại phải mua ngoài, loại boy chập thì em mua ngoài. Trời. Thế là bảo hiểm không chịu hết được, vì có là thuốc phải mua ngoài, nên mình phải chịu ngoài. Còn mà cái trong bảo hiểm em chịu được 50 bằng tạm rồi, em chỉ 20 thôi. Nhưng mà hồi đó mình ở đa khoa Quảng Nam là chuyển trực tiếp ra Huế luôn hả? Dạ, trực tiếp đa khoa mổ em ra là anh coi cái xét nghiệm á, là anh thấy tình hình là anh biết là chuyển thẳng ra Huế không chuyện này nè. Thì ra Huế ra để có điều kiện chữa trị. Hồi đó là có bảo hiểm không? Dạ có, bảo hiểm em 80, anh chuyển thẳng ra trời bảo hiểm chịu em 80 đó, em chịu 20. Bảo hiểm 80%? Dạ. Trời. Rồi nghe nói là bây giờ là gia đình của mình là cũng thuộc cái hộ nghèo ở địa phương này. Dạ. Nhưng mà anh mới phát hiện bệnh là cũng hơn một tháng thôi ha? Dạ, mới phát hiện rồi bây giờ là anh bệnh rồi, vợ anh thì cũng không có công việc nữa rồi, trong khi đó là mình phải chạy chữa rồi lo cho ba đứa con nhỏ nữa. Dạ, thế thì khó khăn chỗ chắc khó trang à. Em không đi lồn được rồi, không có tiền rồi. Anh, trong khi đó anh không có đi làm đó, là cũng không có tiền để thu nhập hàng ngày mà trang trải cuộc sống rồi, đúng không? Lại mắc thêm cái bệnh mà tốn kém là nhiều tiền nữa. Rồi có ai giúp đỡ cho mình không anh nè? Dạ cũng có, bên mà thằng Quân là kêu gọi cũng có người được ít. Anh em trong nhà là sao? Dạ cũng có người ít tam người ít chứ. Trong nhà có anh em có không? Dạ cũng có ông anh rồi ông cha rồi anh bên nội bên gọi rồi vậy khác người kia em trang trải đó. Thôi hôm nay cũng biết cái hoàn cảnh của anh để em đến đây làm một cái chương trình hỗ trợ cho anh có thêm ít kinh phí để anh tiếp tục điều trị ha. Với lại tạo thêm cho anh một cái động lực để anh cố gắng anh vượt qua nha. Bây giờ là khi nào là anh ra viện để anh truyền thuốc lại? Thứ hai rồi. Thứ hai hả? Thứ hai là ra để tiếp tục truyền hả? Dạ. Vậy em nhìn tầng 1 mà cứ tầng nghỉ tầng thôi. Chuyền tuần nghỉ tuần hả? Dạ. Thứ hai anh em vừa rồi em chuyền thứ hai rồi em về là thứ hai ra lại em chuyền. Rồi thứ hai tới lại em chuyền lại. Dạ. Như anh đi ra viện là anh đi mình hay anh đi với ai? Dạ có vợ thúc, vô hú chắc phải có vợ thế thôi. Phải có người canh với sợ sốc thuốc. Dạ. Yeah. Trong đó cũng được hết. Phải hai người. Rồi chị ra ngoài đó rồi ở nhà ai lo cho mấy đứa? Dạ, gửi đi gửi. Thằng lớn thì gửi cho bà nội, còn nhỏ thì chữa gì ngoài gửi. À, chị ra. Bà nội cũng nằm, đa nội thì cũng nằm chữa. Chị ra là gửi mấy cháu cho ông bà nội. Dạ. Nghe nói ba của anh là cũng bị tai biến vậy đó hả? Dạ, mấy cũng tai biến rồi, hòa tử rồi, cứ hết nữa chân rồi con, chân rồi. Ba của anh là bị tai biến mà hồi tử cái chân là cưa một cái chân rồi. Dạ, cưa hết. Dạ, cũng nằm chỗ với người rồi, không đi lại được luôn. Cũng nằm chỗ luôn hả? Dạ, nằm chỗ. Ba anh nhiêu tuổi rồi? Gần 70 rồi. Gần 70 rồi. Dạ. Thôi bây giờ em cũng thay mặt các nhà hảo tâm giúp cho anh một số tiền ha. Dạ. Hôm nay gửi cho anh Tâm số tiền là 15 triệu đồng ha. Thì trong này là gồm có các nhà hảo tâm sau: là gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu. Gia đình công giáo ở Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Các cô chú tiên lành nguồn phước tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Chị Diễm Tâm Đức là 1 triệu. Cô Tâm ở bên Mỹ là 1 triệu. Chú Phan Ngọc Lâm ở bên Đức là 1 triệu. Chị Lê Đặng Thảo Phương là 1 triệu. Anh Khen Trần ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Vân Anh Alena Vema ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Trương Thị Dung ở Đơn Dương Lâm Đồng là 1 triệu. Chị Phạm Thanh Vân ở bên là 1 triệu. Cô Lý Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu. Gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. Cô Tuyết Lộc ở quận 6 là 500.
và em Trần Nhật Hoàng ở Nam Định là 500. Đó, thì tổng số tiền là 15 triệu ha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, rồi đủ 15 triệu anh ha. Đây em gửi. Để cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn thân quân đã chăm gửi chấm cho đến này. Dạ. Yeah. Giờ anh cố gắng ha. Dạ. Yeah. À, đây quý vị cũng đã thấy bây giờ là con của anh đứa lớn nè. Bây giờ cháu cũng ngồi một chỗ như thế này đây. Rồi còn đứa nhỏ thì mới hơn 3 tuổi thôi. Đó. Trong khi đó anh mắc cái bệnh hiểm nghèo và bây giờ cái điều kiện kinh tế lại không có để chữa trị quý vị ạ. À, cho nên Phi cũng biết được cái câu chuyện và đến đây để làm một chương trình hỗ trợ cho anh. Nó cũng mong là anh có thêm cái nghị lực và có thêm cái điều kiện để tiếp tục chạy chữa ha. Yeah. Ừ. Cháu này có đi học không anh? Cháu đi học, mà hồi nay em đang nghỉ, cháu nó nghỉ luôn. À, không ai chở đi học rồi. Cháu nhỏ này hả? Dạ. Yeah. Cháu nhỏ là mẫu giáo hả? Dạ, cháu nhỏ. Mẫu giáo nhỏ mà anh đau lại cũng cho nghỉ luôn. Dạ, chứ cháu cứ mỗi lần đi lo việc người phải đi chẳng đi gửi thì em chở đi học rồi. À. Cháu nghỉ luôn năm nay, sáng nay qua đỡ rồi. Dạ. Yeah. Gửi tiếp. Rồi còn cháu lớn là trước giờ cũng không đi học gì hết. Dạ không, nhỏ giờ thì em nuôi đến trời luôn rồi thôi. À, nuôi nhỏ giờ ở nhà đi. Yeah. Cũng không có học hành vậy. Dạ. Với lại cũng không có nói được nữa. Không nói thì nói em cái còn khỏe thì thôi, thì câu nó mồm câu thôi. Thôi gửi đến trời để nuôi đến trời. Dạ. Rồi bây giờ mình có cái nguồn kinh phí nào để tiếp tục chữa bệnh không anh? Kinh phí thì mua cái hồi xưa này thì cũng anh em bố góp thì cũng câu được ít đăng mới thôi. Rồi nhờ cũng cái mai với luôn là cái bảo hiểm là cũng đỡ được ít. Bảo hiểm có trong thuốc được thì mình đỡ được thông tiền. Cái mùa mà không có thì mình mua. Yeah. Mình có được mình đỡ được trong cái bảo hiểm nó được ít rồi. Nói chung là nhờ bảo hiểm hả? Dạ, nhờ bảo hiểm. Rồi hơn một tháng qua anh chữa bệnh là tốn kém cỡ bao nhiêu tiền rồi? Rồi cũng có đi lẹ quá thông kê của nó mà hết mấy chục rồi. Mấy chục triệu rồi hả? Dạ. Nhanh nghề. Dạ, vì thuốc nó đắt tiền mà. Dạ. Thuốc là đắt tiền, còn phần ăn uống ở nơi vừa trong một ngày đó. Có cái xe trong ngoài này. Dạ, đó quý vị thấy không? Bây giờ là anh làm thì bình quân một tháng tầm 4-5 triệu không? Dạ, thì cỡ nơi lồn mình thủ công là được 200 rồi tầm máy, rồi 200 máy cũng có. Bình quân tháng cỡ 4-5 triệu thôi. Dạ. Nhưng mà mới đau hơn tháng mà tốn mấy chục triệu rồi thì quý vị mới thấy là khi mà bệnh tình nó gõ cửa thì không biết là một người nông dân nghèo khó là phải chạy chỗ này chỗ kia để kiếm tiền chữa bệnh, trong khi đó làm thì đâu có bao nhiêu tiền đâu, mà khi mà bệnh tới thì phải lo. Cho nên là cái sức khỏe của mình nó rất là quan trọng. Sao đường xó xo sâu nổi lần thì xe đi cổ heo vợ chồng mỗi lần đó vô mất cách 6-7 thùng ngôi xe rồi. Dạ. Yeah. Mà em trở lại bên liên tục chứ phải là cứ tuần em bên lần. Mình đón xe ra hả? Dạ đón xe thôi. Mà đây chọn xe rẻ tiền nhất rồi. Mà vô về heo vợ chồng mất cách 6-6 máy rồi. Dạ. Yeah. 6 máy rồi. Như mỗi lần ra là mà mình ở mà nó mấy tuần là anh về một lần? Em đi hồi xưa này em chưa xuất viện mà nhưng biết mùa 2 nên mùa 3 ở đây này chưa biết rồi, còn nữa này em nhập y chừng nửa ngày này mới về rồi. À. Ở y mấy ngày em chưa về. Mấy ngày mà bữa nay nhớ con quá mới. Dạ. Trốn về đây. À, thứ ba nhật là em có phốt thuốc thôi, không có bác sĩ ra thôi em về để em lo lẹ. Dạ. Dạ. Thôi anh cố gắng ha. Dạ. Mình cố gắng rồi chữa bệnh. À, bây giờ là mình cũng chưa có dùng thuốc nam thuốc bắc gì đúng không? Dạ chưa, đoán dùng hóa trị là không dùng thuốc kia được. Bác sĩ nói là bây giờ là phải theo bác sĩ trước đó. Dạ đúng rồi. Sao là hết cái liệu trình của thuốc tây rồi là mình về khả năng tận dụng thuốc nam thuốc đồi uống kìa một thay chẳng đỡ phát triển, ví dụ gặp mùa mai chẳng đừng phát triển ấu lệ. Chứ bệnh này thì bác sĩ cũng kia là thời gian tiết rồi cũng phát sinh lệ chứ không thể trực tận gốc được. À. Vì những cái bệnh này nó ở dưới rồi. Bác sĩ nói là bây giờ phải truyền hết đủ cái 9 cái đợt đúng không? Dạ. Truyền đủ 9 đợt rồi về là mình ăn uống. Chưa 9 đợt vẫn gom được là tiếp tục sợ tại he thoáng nữa. À rồi hả? Dạ, bán ti he thoáng nữa luôn. À, truyền 9 đợt mà nó gom lại là tiếp tục sợ trị đúng không? Dạ, sợ trị. 2 tháng nữa. Dạ. Cái rồi sau này về là ăn uống thuốc nam thuốc bắc như là tự. Dạ, mình hả? Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình phải theo cái liệu trình của bác sĩ. Dạ. Ừ. Chứ về mình uống tầm 7 rồi nó khó thuốc rồi nữa là không có tác dụng. Dạ. Dạ. Rồi như vậy thì anh Tâm thôi, anh cố gắng tiếp tục chữa bệnh nha. Yeah. Rồi hôm nay thì Phi cũng đến đây để hỗ trợ cho anh Tâm một cái khoản kinh phí, thì cũng qua đây cũng cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để hỗ trợ cho anh. Thì cũng xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Thì Phi xin tạm dừng chương trình tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Yeah.